trong cái thời gian mà thầy đi Nghệ An rồi Hà Nội mà thầy về thì lo cho sư giáo thừa nhiều lắm. Hôm nay là không có mặt sư giáo thừa là tại vì thì cho sư giáo thừa coi như là 30 phút nước tăng Nghệ An cứu tăng được vào tu trí một số, nhưng thầy đã kiểm tra lại hoàn toàn sư giáo thừa tôi không đúng đâu mấy con. Cho nên hiện giờ sư giáo thừa vừa rồi thầy qua thầy gặp sư giáo thừa xin thầy cho dạy cho phép thầy được tập luyện tứ thần thức. Thầy đã có tuệ, đã có tư tuệ, hiện giờ thầy đã hiểu được pháp này pháp kia, cho nên thầy kiểm tra lại hoàn toàn thầy đã lọt vào tưởng tuệ, rất là nguy hiểm mấy con. Thầy cứ ngỡ rằng mình đã đạt được nhưng mà không ngờ hoàn toàn sư giác thường và ức chế tâm của mình bị lọt vào pháp tự, cứ ngỡ là hết phần tưởng, nhưng mà để cho tưởng tại của mình tự tăng lên thời gian dài. Rồi thầy bảo 30 phút phải dừng lại, có một trạng thái gì thì chờ thầy, khi đó thầy sẽ chỉ cách thức hóa trong những trạng thái trong 30 phút an trú tâm. Các con biết khi mà các con nói 30 phút an trú tâm đều được thầy kiểm nghiệm, thầy cho ở gần thầy thì kiểm nghiệm hết coi đúng 30 phút đó như thế nào. Tại sao trước trong 30 phút an trú tâm mà không có trạng thái tưởng nào hiện ra? Bởi vì ý thức của mấy con suốt trong 30 phút nhất tâm và an trú là có sự ức chế trong đó rõ ràng chứ, nó mới không niệm chứ. Cho nên vì vậy mà các con thấy thầy sử dụng cái pháp để nhất tâm bằng cái đường lối đúng như Phật dạy, như lý tắc lý, là ý thức chúng ta mắc bệnh làm việc cho nên vọng tưởng không không phóng. Còn an trú tâm là cái ý thức không làm việc nữa, không làm việc nữa. Đầu tiên thì nó biết hơi thở ra vô, nhưng một lúc nó an thật sự thì cái tưởng thức nó thay thế, nó làm việc, ý thức không làm. Nhưng khi mà tưởng thức mà nó làm việc thì nó phải có những trạng thái hiện ra, nó phải có trạng thái hiện. Mà những trạng thái hiện ra thì chúng ta phải sử dụng phương pháp nào để mà xả tất cả những trạng thái này. Mà khi xả hết những trạng thái này rồi thì chúng ta mới đạt được 30 phút an trú tâm. Mà các con thấy các con làm sao các con tránh khỏi cái cửa tưởng thức này, cái cửa tưởng thức này làm sao tránh khỏi? Vậy mà nhiếp tâm an trú mà không có tưởng thì như thế nào? Nó phải có những hiện tượng. Khi chẳng hạn nào bây giờ cái sự an trú của một cái ý thức của chúng ta mà an trú thì nó rất bình thường. Như giống như người tu tứ chánh cảnh, họ tác ý một câu, họ tác ý tâm bất đồng thanh tạng an lạc như sự, rồi họ ngồi đây họ nhìn coi cái ý của họ nó khởi niệm gì, họ không ức chế đâu. Thì bắt đầu ở trong đầu họ nó khởi một niệm thì bắt đầu họ mổ xẻ cái niệm nó ra, thì mổ xẻ nó ra thì họ trả cái niệm nó bằng cái tác ý thế đó, rồi họ trở về với trạng thái bất đồng thanh tạng của họ nữa, rồi nó có niệm nữa họ sẽ xả khởi niệm. Tiếp tục 30 phút như vậy, họ luôn luôn lúc nào cũng có niệm đó. Có hôm rằng thì niên thì họ đi kinh hành, nhưng họ biết cái giờ đó có hôm rằng thì niên thì họ không đợi hôm rằng thì niên đến, họ vẫn đi trước. Họ rất bén nhạy, họ rất tỉnh táo. Khi có niệm thì họ ngồi đó, bởi vì có niệm là phải có còn đang tỉnh, cho nên nó mới có vọng. Mà có vọng thì tức là họ sẽ dùng ý thức của họ tư duy suy nghĩ để xả cái niệm đó, chứ không phải là họ biết giọng niệm luôn xuôi. Còn không niệm, họ biết không niệm, họ biết tâm họ bây giờ nó không có khởi niệm nữa rồi, thì họ biết nó sẽ đi vào hôn bằng đó, thì niệm họ biết trước, họ định trước họ sẽ không bằng niệm. Cho nên họ đã đứng dậy đi kinh hành trước khi có hiện tượng được hành viên. Họ nghe nó an là họ biết rồi, nó sắp sửa đây rồi. Cho nên cái người tu tứ chánh cần, người ta dùng cái sáng suốt, cái tri kiến, cái ý thức của họ, họ xem xét từng phút từng giây từng tâm niệm trong đầu của họ để nó hiện ra cái niệm này hoặc là cái niệm hôn cần thì trước khi hôn cần thì nên nó sẽ báo cho chúng ta biết, chứ nó không phải là nó muốn vô liền không có. Chỉ có trạng thái vô ý thì nó giật giật mình một cái vậy, nó quá nhanh, nó làm chúng ta không hay thôi, chứ còn tất cả những cái khác đều chúng ta biết đó là người tu trước. Còn các con tu mà nhiếp tâm bằng con đường pháp như lý tác ý, bằng con đường hơi thở của Phật giáo,
và an trú tâm bằng con đường của Phật dạy thì làm gì mấy con cũng có tưởng hết. Người nào cũng có tưởng, 30 phút là trong khoảng thời gian an trú 30 phút đều có tưởng xảy ra. Cứ tưởng này là ngồi một chút sao an lạc quá. Mà mấy con không cần, mấy con tưởng là đó là định. Không phải định, hướng định không phải. Nó là ma chứ không phải. Cho nên vì vậy một trạng thái chỉ là sanh ra nơi thân tâm của mấy con phải tác ý ngay liền, tả liền. Nhiều khi ngồi đó mà tác ý vừa động niệm tác ý là nó sẽ đi mất. Bởi vì khi động thì nó mất cái an trú, mà không động thì không mất an trú. Nói các con hiểu chưa? Cho nên thầy nói khi mà 30 phút các con đến đây trình bày, thầy nói có gì không phải trình bày. Cho nên khi mà bị những trạng thái tưởng, mấy con phải nói cho rõ để mà thầy giúp cho mấy con được nhiếp tâm an trú khoảng thời gian đó cho nó đúng, là chúng ta đã chủ động bằng trí thức chúng ta để an trú được 30 phút để bước sang qua suối miền xứ một cách chỉnh tròn đúng đắn hơn. Thành thật thầy, con là hôm nay xin thầy và thời gian thầy cho con tu tập an trú trong 10 phút. Ta thấy một thời gian con tu lên 20 phút ta thấy hiện giờ con tu 30 phút ta thấy, nhưng mà trong cái ta thấy của con 30 phút đầu thì khi mà con ta thấy xong thì vô lộ an trú rất chặt vào hơi thở, vì cái hơi thở nó như là coi như nó chặt lắm. Từ đầu mà đến định thôi, thành thử cái đó con cũng có thật thì nó quá an thủ quá chặt, thành thử lơi đi để cho an thủ quá chặt đi, thành thử con đưa lên mũi, đưa lên cái cổng nhân công để con biết cái hơi thở nó ra trong cái không gian này, mình bám chặt quá, mình sức bám chặt quá, thành thử từ đầu đến đuôi thành thử nó đuôi là nó có thể là đó là được cái thứ. À, bây giờ cái thầy dạy chỉ cho con tâm nhiếp tâm thì như thầy dạy đó, thì từng cái hơi thở từng câu tác ý con làm suốt cái thời gian tâm tập cho đúng pháp, con làm suốt thời gian 30 phút vừa tác ý vừa hơi thở vừa đó. Con phải làm như vậy đúng không? Thì đây thầy khai đó thì con là từ khóa thầy từ cái án tổng rồi. Không, thầy chưa nói an trú mà thầy nói chỉ nhiếp tâm thôi. Con có làm thử, bởi vì khi mà nó không có niệm khởi đó, thì con vừa tác ý nhẹ nhàng vừa hít thở, vừa tác ý vừa nhẹ nhàng vừa hít thở, vừa tác ý nhẹ nhàng suốt 30 phút vừa tác ý vừa hít thở, con làm suốt được cái khoảng tu tập nhiếp tâm đó chưa? Được. Còn đó là cái giai đoạn 1. Đến cái giai đoạn 2 con chỉ tác ý một lần thôi, một lần mà cả ba cái đề mục tác ý như thầy nãy có nói. Tác ý thứ nhất thấy chưa, tôi biết thấy chưa, thở ra tôi biết thở ra. Tác ý thứ hai thì an tịnh thân thành tôi biết tôi biết vô, an tịnh thân thành tôi biết tôi thở ra. Tác ý thứ ba là an tịnh tâm hành tôi biết tôi biết vô, an tịnh tâm hành tôi biết tôi. Khi mà an trú như vậy là an trú bằng pháp, con hiểu không? Khi tác ý rồi như vậy thì con cứ ngồi yên suốt 30 phút không tác ý, không hề động đậy, và thông tâm con yên ổn, yên ổn, nó không đau không nhức chỗ nào hết, con chỉ biết hơi thở ra vô mà cảm giác toàn thân chứ không phải nhân trung, để chuẩn bị cho mình đi vào tứ niệm xứ trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu. Con hiểu chưa? Chứ bây giờ con giờ nó chỗ này thì nó trụ chỗ này mà nó không cảm giác toàn thân thì đó là sai pháp tứ niệm xứ. Sau này bước vào tứ niệm xứ thì con sẽ tu không được, con hiểu không? Cho nên vì vậy con tác ý ba cái câu tác ý này rồi con ngồi im lặng thì con thấy hơi thở ra vô mà con cảm nhận toàn thân của con hết, chứ không trụ chỗ nào, không trụ cái hơi thở mà cảm nhận toàn thân mà nương vào. Thì thưa thầy, con làm như vậy, nhưng mà khi sau nó bám chặt cái hơi thở quá chặt, vì hơi thở mà nó bám chặt mà giống như là quá dư, khi mình tu là nhiệt tâm á, nó giống như cũng nhiệt tâm vậy, thành thử cho con là mình buông bật cái hơi thở để cái hơi thở nó bám chặt, nhiều khi thằng nó thẳng một tử tâm luôn, không được, nó sai, bởi thành thử cho con, chế rồi, cái hơi thở sạch thức chế, cho nên nó chỉ bám rồi, bám chặt quá. Nó là nó vào nó ít chế, nó chặt,
Cho nên vì vậy mà con nghe cái đề mục mà của Đức Phật là cảm giác toàn thân tôi biết nó biết nó. Cảm giác toàn thân tôi nó cảm nhận toàn thân nó mà biết nó là. Nó không có bám chặt. Thì đó là chuẩn bị cho con an trú đúng cách để đi vào thứ một chút. Chứ còn nó bám chặt vậy mà con về sửa lại cho nó cảm nhận toàn thân tôi thì nó mới đúng. Cho nên thầy mới dặn con á, biết con phải nương vào cái câu đắc ý thật lại cho tới cuối cùng, chứ đừng có thấy nó bám cái mình bỏ nhiếp tâm của mình an trú vô cái pháp nhiếp tâm mình chưa trọn vẹn. Cái pháp nhiếp tâm là cái pháp như lý các ý dẫn cái tâm mình vào cái chỗ đó, mà dẫn nó vào hơi thở chứ không phải để nó tự bám vô. Nó bám vô nó cũng không rộng, nhưng mà nó bám vô tức là nó ôm chặt quá chặt của nó để rồi nó đi vào một cái định tướng của tự nó. Cái đó là cái thức định tướng của tự. Cho nên con xả nó ra, con xả nó ra, con bảo theo cái lệnh của con thôi, biết hơi thở ra vô theo lệnh chứ không phải bám vô hơi thở. Nhờ cái tác ý đó, cái ý thức con không làm việc mà nó không bị bám vô. Cho nên do đó sau khi mà con xét lại, con tập lại, kỹ lưỡng con sẽ dễ dàng lắm, không khó khăn đâu. Con sẽ phá cái chỗ mình nó đi sâu, nó bám vô nó sâu, để nó làm có một cái đối tượng, nó tập trung, nó gom lại một chỗ. Còn cái này người ta tu tập để cho người ta đi vào thứ này xứ, để cho người ta thấy cái cảm nhận toàn thân mà như vào cái này. Cái mục đích của thầy dạy chứ con đi tới một thứ này xứ là cái chỗ này, chứ không phải dạy cho mấy con gom răng lại cho thành một tụ điểm, để rồi tập trung tại tụ điểm đó nó trở thành một lực, cái lực của định, cái lực của định tử. Cái đó đi hiểu. Thành thử con hiểu, thành thử con đưa lên trên đăng trung để cho nó giảm bớt. Dạ, chứ không nói lắm, nó kêu thư vậy. Được rồi, con sẽ nghe thầy con thay đổi đây lời đi. Rồi, nếu mà số chừng nào được theo thầy cho giải thích, con nhận được. Bởi vì bây giờ do cái sự mà nhiếp tâm con vậy thì con tạo được đúng cách rồi, thì có thể theo thầy cho nhà ở trong túi một xíu cái nhà. Chứ còn con bây giờ ở chỗ đó thì con bị ức chế vì nó đi vào, gom vào một cái đối tượng của nó chặt chẽ. Cho nên ý thức con không bao giờ còn, không cần cũng không có được. Thầy biết rất rõ vì nó bám chặt. Bởi vì điều đó là cái lối tu thật, nhìn cái đối tượng cũng như tập trung vào, vuông tâm vào cái đối tượng, chặt chẽ trong cái đối tượng đó. Còn này không có, dùng cái pháp để cho cái ý thức lầm tưởng nó không có, rồi lại để an trú ở trên cái cảm giác mà một cách rất nhẹ nhàng mà an trú để đi vào cái một thứ tập tăng cái thời gian thôi. Thưa thầy, khi mình phát thể thì con ăn là tham thiền tâm hành, không thể xoay cả vô tâm thiền tâm hành, không thể xoay cả giá tâm và tâm như là phát thể là câu này an tịnh tâm hành. Rồi an tịnh thân hành, rồi an tịnh tâm hành. Xong hai câu đó rồi thì cứ ngồi yên lặng để xem con mà nó xíu vô thì con phải buông ra, cảm nhận toàn thân, con nhắc cho chừng nữa chứ không nó gom vô, nó quen cái sức gom của nó gom trong hơi thở á. Thầy yên án ngồi lại là mà con khi mà nó không quen rồi, tắt ý ra, con sạch lắm, phải tắt ý xả ra cho nó. Bây giờ con chỉ còn có cái tác ý cho nó xả ra để nó cảm nhận toàn thân của nó nhẹ nhàng trên hơi thở, chứ đừng cố gom trong chặt trong hơi thở mà nó không cảm nhận cái thân của nó. Thành ra con tập lại để cho nó đúng cái pháp mà cho mình đúng cái đường đi, để cho mình vào cái trạng thái bất động tâm an trú tâm cho nó đúng, cho nó đúng để mình suốt cái khoảng thời gian tu tiến một xíu, thời gian nó còn dài, nó không bị lộn, không bị lộn. Tôi là sao? Thầy nói không có thầy thì mấy con sai đường hết, không có thầy thì suy nghĩ thường một cách đường hết rồi. Bởi vì thầy thấy hiểu ra mấy con thật sự ra mấy con tu tập thật nghiêm tâm đó, chứ không phải là mấy con tu lơ mơ đâu. Nhưng mà không đúng pháp rồi mấy con sẽ thấy nó mất đường đi, nó không còn cái đường có thể tiến tới. Bởi vì con đường của đạo Phật các con thấy từ cái chỗ mình nghiêm tâm an cố của hơi thở để đi vào xuống nhiệt xứ, từ xứ nhiệt xứ mà đạt được xứ nhiệt xứ, chúng ta mới đi xuống liệu xứ thành tốt để thực hiện xứ thánh định. Mà thực hiện được xứ thánh định thì chúng ta mới thực hiện được tâm nó. Đó là con đường của người ta rõ ràng cụ thể, lớp lang người ta đâu có pháp môn hẳn rồi, chứ cơ thể không phải đó. Thì như vậy hôm nay thì mấy con đã hiểu thêm
nhờ cái sự tu tập à, phải khi có suy giác thường ở đây thì cũng được hiểu thêm một phần nào. Và trong cái bài mà thầy nói chuyện với suy giác thường thì có dường như là có bữa đó cũng có đưa một à, dường như là Phước Tồn có đưa một cái máy ghi băng cái lời mà thầy đã giảng, mà không biết có ghi trong đó không, thầy cũng chẳng biết có không con. Đầy đủ không? Đó đó mà mấy con sẽ thấy cái lời nói của thầy dạy suy giác thường rất là đầy đủ, rất là đầy đủ. Sư hiện sư thực hiện như vậy, sư chỉ mong bây giờ sư còn có luyện tứ thành thức mà thôi, sư mong này chứ. Nhưng mà thầy không cho, chưa tới, chưa được an trú đúng pháp thì làm sao mà tu tập, chưa nhiếp tâm đúng pháp thì làm sao tu tập. Nhiếp tâm đúng pháp là từng hơi thở phải ta ý mà đúng như vậy suốt 30 phút. Chớ nếu con tu chừng 1-2 phút, 5-10 phút hay là 10 phút mấy con thấy ta ý một hơi mà thấy nó an trú được, cái mấy con bỏ pháp đó liền, mấy con tu chưa đạt được sự nhiếp tâm thì mấy con đã thành nó nhiếp tâm 30 phút mà chưa đạt được, mới có tu có 10 phút mà thấy nó an trú vô rồi, nó mấy con bị tưởng mất lòng, mấy con bỏ cái pháp nhiếp tâm vô cái pháp an trú liền. Các con nhớ cái điều đó là cái điều sai, cái chất lượng của mấy con phải nhiếp tâm bằng cái tác ý như vậy phải đến đúng 30 phút rồi mới được tu tới cái pháp an trú. Thế mà mới có 10 phút là chưa được, mới nhiếp tâm 10 phút mà thấy bây giờ tâm nó không vọng tưởng nữa rồi thì thôi sao có an trú. Trời đất, không gì mà nhanh quá vậy. Cái chất lượng này chưa học hết cái lớp này cái nhảy qua lớp khác à. Mà nói bây giờ tôi tập chữ được rồi, tôi lên lớp 2 cái này chứ tôi ngồi lớp 1 nữa. Thì như vậy chưa có được, phải suốt hết cái lớp 1 để cho nó nhuần nhuyễn. Anh nói chưa có nhuần nhuyễn này đó, thấy nó an được cái bắt đầu hết lực tưởng rồi cho để được. Đâu phải lớp nào phải ra lớp mấy, nó tập cho nó nhuần nhuyễn cho đúng không? Nó không kéo nó thì mấy con thấy như giác thức nó tự nó vô, nó nhiếp vô như vậy rồi bắt đầu nó hết lực tưởng, mấy con cho nó bỏ nó ra. Đầu tiên là nhiếp tâm, nó còn vô cái bắt ăn thủ. Đó là cái bền tu chứ không phải là cái thật sự là theo pháp tu đúng không? Giờ giấc người ta đã quy định mình 30 phút nhiếp tâm, giờ giấc người ta đã quy định mình trong cái pháp an trú tâm, cho nên mình không làm sai thì tức là nó thật sự. Chứ không phải cái mục đích của chúng ta ở đây bằng mọi cách làm cho hết vọng tưởng, làm hết không cần. Nhiều cách thức người ta làm hết nhưng mà nó hết ở trong một cái không đúng pháp. Thì cứ đến pháp tứ niệm xứ mà cái tâm mà như suy giác thức nhiếp nó vuông lại như vậy thì mình không vô tứ niệm xứ được mấy con. Ở đây có bằng chứng cụ thể là mấy con đang nghe thật sự đó, đang ở trên bản thân của huynh đệ của mình, đồng tu của mình sẽ thấy được cái kinh nghiệm rất hiểu qua kinh nghiệm của mình. Cho nên phải nhớ kỹ những lời, những cái buổi học tập như thế này là nó có một giá trị rất lớn, rất lớn trên cái phương pháp thực hành của chúng ta. Chúng ta mới thấy được cái lỗi của chúng ta, chúng ta mới thấy được cái sai của mình để chúng ta biết nhau được cái bài học thật sự cụ thể. Một cái này sao phải cách của thi thức lúc nãy con mới nghe trình bày thì con nhí tâm nó cũng nó bị mệt nó ngực cái này. Thì sau cái thời gian con tự tìm ra cho mình thì con mới xác ý cái câu là con bắn hết vô, tôi biết hết vô thì nhưng mà con lại nhiếp tâm ở trên cái ban đầu thì con nhiếp tâm trên cái ngón tay của mình như cái điểm này nhiếp tâm, sau đó thì con mới dành lại cái điểm nhiếp xung mà con nhiếp tâm ở đây đó, nhưng mà con bắn xác ý cái câu hết vô, tôi biết hết vô, thở ra tôi biết thở ra, mình chỉ gom một điểm tại cái nhiếp xung đó thì con thấy nó rất là tỉnh mà nó không có niệm. Như vậy thì trong cái giai đoạn nhiếp tâm như vậy thì nó có đúng không? À, nó không sao hết đâu mà nhiếp tâm. Thì bây giờ con biết hơi thở ra vô chỗ mũi con, con đừng tụ nghe chung con nhiếp tâm mà theo cái câu tắc ý, đừng có mất câu tắc ý. Chứ còn con bỏ câu tắc ý mà con nhiếp tâm cái này, biết mà thở ra vô không thì cái đó là con ăn trúng tâm là sai quá. Bởi vì ăn trúng tâm con thấy ba cái câu tắc ý của người ta. Cho nên hôm nay thì nhắc cái trường hợp ta, mấy con tới khi mà mấy con nhiếp tâm được rồi thầy mới dạy ăn trúng tâm, nhưng mà chỉ nhắc cách thức mấy con, tại vì mấy con ăn trú tâm sai pháp cho nên thầy mới nhắc ăn trú tâm hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi an tịnh tâm hành tôi biết tôi hít, an tịnh thân hành tôi biết tôi hít vô,
an tịnh thân hành, tôi biết tôi thấy ra được an tịnh tâm hành, tôi biết trong vô an tịnh tâm hành, rồi bắt đầu mới ngồi yên lặng để cho cái tâm của mình biết nó thật hay vô nó cảm giác thật, chứ nó còn phải tự nhiên trung nữa. Còn em hồi nhiếp tái ý thì tự nhiên trung, mà hồi mà an trú rồi thì để tự nhiên, chứ không phải ở chỗ này, chỉ biết hơi thở một cách rất nhẹ này. Cho nên khi mà nhiếp tâm mà đầu tiên mà mấy con muốn dễ dàng sau này sự an trú tâm thì các con chỉ biết hơi thở ra vô chứ đừng trụ mạnh. Trụ mạnh là người ta tập cho những người thọ mắt quan trai mới đào làm quen để nhiếp tâm thôi, để không cái tâm mà lung tung như con ngựa, như con trùi rừng. Cho nên bắt buộc nó phải luôn tại nhân trung, còn những cái người mới tu. Còn bây giờ khi mà mình đi sâu vào chỗ này thì không nên nhiếp chặt ở chỗ đó, nhiếp chặt ở chỗ đó sau đó nó ôm vào chỗ đó, nó chỉ nhiếp hơi thở duy nhất đó thôi mà nó không cảm giác còn không, thì nó không đúng ở chỗ pháp trên thân lắm thân. Còn những mục đích mình dẫn dắt sao người ta an trú để người ta đi vào cái chỗ trên thân lắm thân sao không sao. Cho nên vì vậy mà con thấy hơi thở ra vô nhẹ nhàng trong cái giai đoạn này, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra đó, thì con thấy cái hơi thở ra ở chỗ như thế này. Nhưng mà đừng buông thật quá chứ đó, chỉ biết một hơi thở rồi mới tắt ý nữa, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra đó, thì cũng thấy nó trở nên trung không, con thấy không? Rồi bắt đầu bây giờ cũng tắt ý như vậy, đó là cái nhiếp tâm tập trung nhân trung đúng không thầy. Nhưng mà an trú tâm rồi thì bắt đầu bây giờ để cho tự nhiên cái hơi thở thì nó nhẹ nhàng cũng thấy nó thở ra, nhưng mà nó có cái cảm nhận toàn thân thêm. Chứ mà nó gồm đây nó không biết cảm nhận toàn thân nữa thì không bị ôm chặt gồm chặt thì nó sai. Cho nên đến cái khóa nhiếp tâm thì các con có thể tập trung tại nhân trung được hay không? Tại chỗ nhân trung, đừng có tập trung chỗ khác, tại chỗ nhân trung tức là mới tạo ra vô. Nhưng mà khi an trú tâm thì thầy sẽ dạy cho con thêm cái phần cảnh giác tâm, nó cũng thở, nó cũng biết ở đây, nhưng mà nhờ nó thả bớt cái gương tâm nó cảm giác nó nhẹ hơn một chút để mới đi vào xuống một chút. Mà nhưng mà bây giờ mấy con chưa tới an trú mà chỉ có nhiếp tâm thì cho nên bây giờ ở tập trung nhân trung được không sao không? Con về tập trung thì nó dễ dàng hơn. Con thấy mà nó nhiếp mình hơi lâu, nó bị thành ra nó hơi nặng quá lên là. Nặng quá thì con phải ý cả cái này, cái phần đó nó gồm chặt nó có cảm giác được nó nặng đó. Nó nặng nó chuẩn nhân trung con phải không chỗ này không? Hơi lâu là nó bị. Hơi lâu nó bị, đó là gồm quá, gồm thì nó nặng, nó cảm nhận ra nặng, tức là nó bị cảm giác nặng. Cho nên vì vậy lúc bây giờ con xả ra cho nó nhẹ. Cái nhẹ nhẹ là bắt đầu mình tập lại. Vâng, tập lại. Chứ đừng có, khi mà nó nặng vậy là con xả ra. Chứ đừng có để mà làm nó cái già cho hết giờ thì nó sẽ quen với rồi lắm đấy. Để xả cho nó không còn cảm nặng, để cho nó tập trung cách nhẹ nhàng. Và sau khi đó mình cảm nhận còn cái này, chứ không nó gom chặt nó nặng chỗ này rồi, nó có cảm giác nặng là nó xả ra không được. Nó gom vô nó nặng đó là bắt đầu nó gom dữ rồi đó, nó nặng đó, nó có cảm giác nặng nó nhiều chỗ này là nó có nhiều khi nó đi sâu đó, nó đi sâu nữa. Cho nên con thấy có cảm giác nặng, nó là cảm giác của tưởng rồi, nó đã gom vào nó không muốn thành tưởng, nó thành tưởng rồi nó mới có nặng đó. Còn đặc biệt em hỏi là trong cái thời gian mà 30 phút là mình là chủ yếu là mình biết là tại nhân trung thôi, nó nhẹ là được, nó nhẹ là được. Chứ trong thời gian 30 phút với tâm mà nó đi theo hơi thở đi vô luôn không được, cơ thể đó không được, nó chỉ ở đây thôi chứ mà nó đi luôn vô này thì nó tạp rồi, nó sai luôn. Bởi vì đó là những cái nó cái mà nó đi chặt như vậy đó, nó làm cho không vọng tưởng nhưng mà nó bị lọt trong tưởng. Con cảm nhận như cái hơi thở còn hít vô đây có nó chạy luôn cái này hay coi chừng nó chuyển thấp lưng đó, không có được, sai đi, hiểu không? Cho nên vì vậy đó mà nhiều người người ta tu người ta cũng biết tăng cho nó vọng tưởng đó, bắt đầu nó thành tưởng nó thấy bây giờ bây giờ nó hết vọng tưởng rồi, bắt đầu bây giờ nó ôm chặt đây cái nặng, nó cảm giác như vậy là rõ ràng nó nhờ ôm nặng chặt đây cái cảm giác nặng cái chỗ này thì như vậy là không vọng tưởng hơn thật thì vậy ngon quá ngày nào cũng được, nhưng mà nó bị tưởng đó, nó lọt lên cái cảm này cái tưởng nó sai. Cho nên nó đi vào cái túi nhiệt túi thì không được, bởi vì con đường đi mình còn con đường của nó hết rồi, nó đi tới đó cái nó hết vọng tưởng, nó hết không cần rồi thì bắt đầu bây giờ cái thế giới tưởng nó hiện lại cho những người tu.
nó không chạy đâu tập, thế nào nó cũng hiện ra. Bởi vì cái cảm giác đó là cảm giác bắt đầu khởi sự cho tưởng, cảm giác nhiếp tâm an trú ý thức, đó là cảm giác của tưởng nó nhiếp tâm an, nhiếp phục cái ý thức của nó, hoàn toàn ý thức bị chết tê liệt liền. Còn có cái cảm nhận nặng là cái ý thức không có niệm rồi, thì coi như cái ý thức nó bị tê liệt, nó bị diệt rồi, thì bắt đầu tưởng thức nó chủ động, nó điều khiển, nó hoạt động ở trên không gian. Nó hiện ra cái này cái kia, cái học đủ thứ ở trên thành con, cũng hiện ra trung tâm của con ngồi đây mà thấy là quan sát nó, hoặc là thấy hình Phật hình này kia, nó hiện ra đủ rồi. Rồi nó hiện ra những cái tệ tưởng như suy giác thường vừa rồi, mà suy giác thường gọi là tư tệ, bởi vì văn tư tu theo cái thiền tâm thì những cái kinh nghiệm tu tập của các tổ người ta đã thấy được văn tư tu như thế nào, cho nên suy giác thường cũng bị kẹt vào cái chỗ tư tệ. Nó tư tệ trong đó, nó khi mà tư tệ mấy con tưởng tinh sắc cái câu gì nó cũng hiểu hết, mà nó hiểu rất hay, rất tuyệt vời, nhưng mà hiểu qua cái sự lý thuyết, cái sự thực hành không biết, cho nên nó tới mà luyện tới thành tốt rồi nó không biết rồi. Cho nên nó mới hỏi thầy chứ cỡ là nó biết cái khác, nó tu nay nó bay trên trời luôn rồi, trời nó không biết, nó không biết, bởi vì nó đâu có kinh nghiệm được cái tứ thần túc mà luyện cái tứ thần túc như thế nào. Chứ cỡ mà trong kinh sách có ai biết rồi, bắt đầu nó cũng nói luôn đó, chứ không phải dễ, bởi vì kinh sách không có nói gì đến đây, cho nên nó cũng có ai mà nói qua rồi bắt đầu nó nhớ rồi, bắt đầu nó tư tệ của nó nghĩ cách thức ở trong đó dạy tu vậy, chứ nó nghĩ cách thức méo mó rồi mà nó tu để có tứ thần túc. Thì con còn biết là nó ghê lớn lắm, nhưng mà tư tệ nó ghê, nó là tưởng tệ. Cho nên vì vậy khi đó là con phải ý xả, hay là con biết việc đi và con tu sẽ tiếp tới hết con, rồi đến khi mà nó chỉ còn biết cái chỗ riêng là cũng nhân trung, con biết là thật là gì nè, đừng cho nó đi xuống nữa, trong lòng con không có được, đừng cho em phải đi bậy lại, con thở gì mà hít vô thở ra mà chạy thần lưng vậy, đi vô phổi thôi chứ đi đâu mà thấy buồn. Mà cái hơi thở nó cảm nhận được, nó đi tới bụng đúng không, đi tới nhân trung, tới rúng như vậy, mà nó dám đi ngược lại là nó đi như vậy, ở trên này đi vậy, chứ đi ngược lên xuống tấm cũng đi lên đỉnh động ra nữa, cái hơi thở nó thở trên đỉnh đầu luôn nữa. Các con cứ dùng cái tưởng và thử coi, phải nó đi, nó chuyển pháp lên, nó đi dần dần không? Cái hơi thở nó theo cái tưởng mấy con nó dẫn đi, cho nên vì vậy mà bắt đầu mà nó thấy nó tụt xuống đây là bắt đầu nó muốn dẫn đi rồi, cái tưởng nó muốn dẫn cho hơi thở đi rồi đó. Vì nó có trả ra thôi. Trả ra chứ mà hồi đó thì nó dẫn đi luôn. Không, nó có những cái trường hợp đó để rút tỉa từ kinh nghiệm của bạn đồng tu mấy con, để chúng ta biết chuẩn bị đừng đi xa, đừng đi xa. Đó là những cái pháp mà xưa nay thì có nhiều người tu cũng đã lập trường hợp đó, cho nên họ gọi là chuyển pháp thôi, sao chuyển hơi thở. Không bây giờ về tập lại, đừng có để cho cái niệm nặng ở cái chỗ nhân trung con, ở chỗ cái môi con, đừng để niệm nhập phạm. Có trường hợp mà nặng thì con thả ra con đi chơi, đừng có ngồi nó tập trung nó nhiều. Rồi tập lại, lần lượt nó phá đi nó không có. Còn đạt được 30 phút nước tăng rồi thì cái gì nó sẽ ăn trú từng phút đi lên, cũng như là mình tập nhất là cho nó không có phải ra. Chứ còn khi mà ăn trú một cái heo cái 30 phút là mấy con bị tưởng liền, cho nên vì vậy ăn trú từng phút nó có gì cái báo cáo cho thầy biết, cái này dạy cho tất cả để cho chúng ta ăn trú với đúng với cái trạng thái cảm nhận toàn cảm nhận, cho nó đúng tới cuối cùng nó không bị cái gì chen vô, nó không giận tưởng không hôn trần mà nó chen ba cái tưởng vô trong đó thì làm sao gọi là cứ một xíu được, nó cũng giận, cũng như giận tưởng hôn trần vậy, cũng nhiều chỗ sự cảm nhận nó là thiên nhiên trên Pháp Châu. Thì con tiếp tục tu tập như vậy là tốt, không có giao thôi đâu con, không cần tu tập như vậy đó, cho nên ráng mà tu tập để cho nó được thuần thục rồi như vậy. Con đang mệt, được cần làm con đang bày, nhiều lúc con đi ăn đền nhiệm khỏi giờ phục con thấy đã con đi rồi mà nó trong khi thấm qua cái tấm nó còn cây cãi này như là con bắt con gì mà con đi nhiều lần cứ vậy nó không được con, nhưng mà ở đây thầy dạy tất cả những thằng thì con này hiểu lắm, nhưng mà còn về cái giáo cái trình độ của con khi học vẫn nó cho nên cả cái tâm con đang chưa hiểu được, để đi mất gần hay một ngày thì còn hiểu, nhưng mà còn phải là con còn cái sức mạnh như thế này sẽ được từ học là về lý thuyết thì con cảm, nhưng mà về cái sức mạnh con ngủ sao thì nó nghe vậy, ví dụ là con nói mày sẽ ăn đừng quá nhiều quá, ăn một ngày 2 bát cơm con dùng như vậy con 10 bát đừng vừa con đang 2 bát ăn đây đây con ăn mà cảm thấy
người vẫn khỏe béo, nó còn thật để ý lên nó nghe. Mà vừa con này chút xưa nửa bát á, nửa cái bát bình bát, nó ăn cũng thấy đủ. Nhưng vừa nãy con ăn gần mấy tháng ăn suốt quá bát mà nó vẫn nó béo khỏe, nó không có cái gì đâu. À, có nhiều lắm là nó nghe. Nhưng mà như còn này là trong cái tiêu tập thánh linh niệm mà con theo pháp thấy đi nhẹ nhàng ngon lành lắm. Nhưng mà có những giờ phút mà nó hơi cái tấm nó cái thánh nó hơi thấy chứ không vậy là con xin dừng lại cái đó có đủ tấm được đúng thì chứ là phải dừng lại liền chút dạ. Để thả chứ không nên được tiếp nữa ai nhận về con xin mà ráng mà tập cho tập cho nó căng lại cho nó thích được ở ngoài từ từ tiến thôi chứ không có dội vàng để cho nó nhường nhẽ rồi nó tiến lên nữa. Chứ còn chưa có gì hết thì tiến lên nó mất cân bằng. Được rồi là từ từ là nói nhiều lúc còn thấy cảm này và được từ là dài nhiều mà có nhiều là học trò tỷ tiền lên để mà làm chung được cũng gia đình đang lên được cầm lao vào nhà lao cho khỏe nhưng mà nhiều lúc thì công đời của được cầm lao và con rất cảm động nhưng mà con vẫn thì cảm động đó vẫn cố gắng tu nhưng mà không được là học tập mà con cầm lòng đến mà từng cái nhìn nhận đến mà cầm lòng đến mà đi thành công là cái gì là từ chỗ nào là thực tập theo chứ không vội vàng con nhận thức được cái anh là cái gì đó là không phụ ơn của thầy đó riêng cái bức thư này cũng ai cũng có đề sơn thầy cũng biết nhưng mà khi đã thuần thục không còn đếm lộn và cảm nhận được bước đi và hơi thở rõ ràng không bỏ sót bước nào thì mới nên qua thứ khác như vậy cơ đúng hay sai không phải con ở đây thầy nó nhắc không biết cái từ giấy này là của ai không biết không? Nhưng mà các con lưu ý đây thầy đặt lại cái vì các con không có để cái pháp danh cái tên nó thầy viết là của ai cho nên thầy đặt lại cho mấy con nghe mà các con viết như này chính thưa thầy khi đã thuần thục không còn đếm lộn và cảm nhận được bước đi và hơi thở rõ ràng không bỏ sót bước nào thì mới nên qua bước khác như vậy đúng sai con nói sao thầy thấy có. À, bây giờ con tập như thế này nè, con tu như vậy không phải sai, nghĩa là đi đếm nó không lộn, cảm nhận bước đi nó không lộn, nhưng mà cái khoảng thời gian đi mà cảm nhận đếm không lộn thì nó là cái khoảng thời gian chưa có chất lượng, con nghĩ không? Cho nên vì vậy hôm nay chúng ta bắt đầu tu một phút nhiếp tâm cho có chất lượng là con sẽ tu một phút rồi tu một tuần lễ hoặc là 3 ngày, 5 ngày tăng lên 2 phút cho mỗi phút tích chất lượng, cho nên nó không thể nào gọi là đếm lộn hoặc là không cảm nhận, nghĩa là lúc nào khi mà chúng ta không tu thôi, chúng ta tu một phút thì không thể nào mà chúng ta làm lộn quên được, cho nên con ta tu như thế này nhiếp tâm thì phải bắt đầu bằng cái cánh tay hoặc là bằng bước đi con, tức là thân hình ngoài hoặc bằng hơi thở. Ví dụ như con nhiếp tâm bằng cái hơi thở thì hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, con cái ý âm thầm ở trong ý ở trong đầu con cái ý câu đó rồi con hít vô thở ra, rồi con cái ý nữa hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi con lại hít vô thở ra nữa, như vậy đúng một phút con nghĩ, rồi một lúc nữa con lại tu lại một phút nữa, và cứ như vậy trong một ngày hoặc 2 ngày thì con lại tăng lên 2 phút, và cứ như vậy con tập thì như vậy là không bao giờ mà còn đếm lộn nữa, bởi vì con đâu còn đếm nữa. Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra, con để cái đồng hồ trước mặt kia, thấy không? Con tu một phút thì con để đồng hồ trước mặt, à, con nhìn cái kim chỉ phút của nó, chỉ dây của nó, à, bây giờ cái kim chỉ dây nó đúng số 12 thì bắt đầu con mới nhắc hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi con hít vô thở ra, rồi bắt đầu con lại tắt ý lần nữa, con lại nhắc hít vô tôi biết hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra. Cứ như vậy mà con thấy cái kim mà chỉ dây ấy, nó chỉ đúng vào số 12 thì con đã biết rằng con đã tu được một phút, thì con sẽ nghĩ chứ không có tu nhiều nữa, rồi tu
5 ngày, 10 ngày hay là tuần lễ con sẽ tăng lên 2 phút. Nghĩa là bắt đầu cái kim đó nó chỉ số 12 thì con lại tắt ý. Cho nên khi đó con tắt ý cho đến khi nó đi vòng thứ 2 nữa nó tới số 12, tức là 2 phút. À, cứ đôi vậy, rồi 2 phút rồi con lên 3 phút, nó đi 3 vòng, nó đi 4 vòng, rồi nó đi 5 vòng. Thì lúc bây giờ 5 vòng thì con thấy cái kim phút nó chỉ cái số, ví dụ như chỉ số 12, con cứ tu 5 phút cho đến khi nó chỉ xuống số 1, tức cái khoảng cách của nó từ số 12 mà cho đến số 1 thì con biết đó là 5 phút, con hiểu không? Cho nên con xả nghĩ. Rồi tới chừng vô thì con dò cái kim mà chỉ phút nó sẽ ở cái số nào. Ví dụ như ở số 5 thì con sẽ tu cho đến khi cái kim phút nó chỉ số 6 là con biết con được 5 phút. Nó dễ dàng lắm, không có khó. Như vậy là nó sẽ không còn lấy 1, 2, 3, 4 hơi thở nữa, mà nó chỉ tha ý mà thôi. Còn hiểu không? Đây là mình không có đi qua cái tổ tức, cái đếm và cái cảm nhận đi, nó quên hơi thở này kia, không phải. Con tu trở lại, tôi kỹ lưỡng cách thức nhiếp tâm như vậy. Nữa rồi lần lượt đi đến 30 phút nhiếp tâm hoàn toàn không niệm, không ngôn tập. Rồi chừng đó thầy sẽ dạy tiếp ăn thú thanh. Rồi thì khi mà ăn rút tâm rồi, được rồi thì con sẽ vào tứ niệm xứ. Lúc bây giờ tứ niệm xứ thì có căn bản rồi thì dễ dàng lắm, không khó. Ngồi chơi nhẹ nhàng mà lại chứng làm Phật, không có gì cả. Lúc này là Phật thật. Người mà tu tứ niệm xứ mà ngồi nhà chơi mà lại tâm bất động, đó là Phật thật rồi. Cho nên chúng ta mà bắt đầu đi từ cái bước đầu nhiếp tâm an trú thì nó còn rất giả nhiều sự rất giả tu tập, nhưng mà đến khi mà vô tứ niệm xứ rồi coi như là bậc A La Hán tại chỗ pháp tứ niệm xứ. Cho nên Đức Phật sắp sửa mà Đức Phật nhập diệt thì Đức Phật di chúc lại cho các vị tỳ kheo và những người sau này, hãy lấy giáo pháp ta, hãy lấy giới luật và giáo pháp ta làm nơi nương tựa, làm ngọn đuốc soi đường, làm nơi nương tựa vững chắc. Đó là giới luật và tứ niệm xứ. Cho nên có tứ niệm xứ là thôi, nhưng mà muốn bước vào tứ niệm xứ phải trải qua một giai đoạn tu tập mà rất nhiều, chứ không phải ít mới vào được tứ niệm xứ. Nhưng mà tới cái chỗ pháp tứ niệm xứ thì Đức Phật đã di chúc cho chúng ta biết pháp của Phật là tứ niệm xứ, để mà chúng ta đạt được cứu cánh giải thoát hoàn toàn. Nhưng mà lìa giới luật mà tu tứ niệm xứ thì không bao giờ tu được, mà không có tứ niệm xứ thì không bao giờ chứng quả A La Hán được. Cho nên đó là cái chặng đường cuối cùng. Mà bây giờ chúng ta giới luật nghiêm chỉnh, chúng ta xả tâm bằng cách nhiếp tâm an trú, bằng cách tứ chính tầng đủ cách, để rồi chúng ta mới bước vào tứ niệm xứ. Thì bước vào được tứ niệm xứ, con đường tu tập chúng ta mới chắc ăn, mới thành công. Không có tứ niệm xứ thì không bao giờ chúng ta chứng quả A La Hán được. Nó không thể mà tăng lại, bởi vì con tứ niệm xứ nó chuẩn bị cho chúng ta đi vào đúng pháp, tu vào đúng pháp. Ngoài tứ niệm xứ mà chúng ta tu nhiếp tâm an trú, chúng ta sẽ lạc vào đường tà. Không có tứ niệm xứ thì người nào cũng tu lạc vào đường tà hết. Cho nên vào tứ niệm xứ mà người ta chưa có hết tham sân si mạn nghi thô mà người ta vội vào tứ niệm xứ là những người chưa biết tu tứ niệm xứ. Cho nên tứ niệm xứ đó là pháp tà, chứ con phải là chính tứ niệm xứ. Cho nên con phải thật là cho căn bản rồi sẽ đi vào tứ niệm xứ rất khó khăn. Nhớ chưa? Có nghe lời thầy nói chưa? Con về đếm phút chứ không, nó còn đếm sót nữa. Vẫn còn đếm nữa, đếm nó còn đậm. Đếm nó còn đậm. Đúng phút thôi. Rồi cứ tác ý cho đúng pháp như vậy đến một phút. Rồi xả nghĩ. Rồi lần lượt tăng lên 2 phút, lần lượt tăng lên 3 phút, cái đồng hồ để. Chứ mình không có đếm để mình tính là bây giờ tôi đếm 20, 20 hơi thở, 20 phút là 1 phút, không cần tính vào cái đếm đó nữa. Đếm nó bắt khởi ý của mình phải đếm ở trong đó, không được. Nó thành ra cái pháp khác, nó không phải là pháp của mình. Cho nên con về tập lại đi con. Còn cái đó cũng có phải cái nào cái này không?
còn không con cái này là con để hít thở, cái hơi thở nó tự do mà không có cái pháp đắc ý, cho nên nhiếp tâm bằng phương pháp. Còn cái hơi thở mà để mình biết hơi thở ra hơi thở vô, đó là cái giai đoạn để tu và an trú tâm. Cái này con cũng có tác ý nhưng mà con không có để trong đó. Tại vì con sẽ để trong đó thì cho nên con thấy từng hơi thở nhẹ nhàng ra vô, ý thức từng hơi thở nhẹ nhàng ra vô mà toàn thân của con thì an ổn vô cùng. An ổn vô cùng, nhưng ở đây không có cái pháp tác ý từng hơi thở cho nên gọi là pháp nhiếp tâm con thiếu. Con thiếu. Nếu mà con để trong này con tác ý từng hơi thở rồi thấy cái hơi thở nó nhẹ nhàng nó ra vô một cách an ổn tận cùng thì được. Phải tác ý từng cái hơi thở thôi. Ví dụ mình tu phải có pháp, chứ không thể mình tu cái pháp này nó lộn qua pháp kia. Con không tác ý mà con biết hơi thở ra vô làm con lộn vào cái pháp an trú, an trú tâm. Con hiểu chưa? Nó sai pháp. Mình là tu pháp này chưa xong mà lộn qua pháp khác là coi như mình tu lộn xộn. Pháp nào ra pháp ấy, cái pháp mà nhiếp tâm thì phải tác ý từng hành động của thân để mình nhiếp tâm. Các con lưu ý phần này, không khéo nếu con tu pháp này chưa rồi nếu con lại nhào qua tu pháp an trú tâm, các con tưởng hai pháp này có lộn. Ngày xưa tại sao mà thầy dạy, thầy đã nhắc nhở con là tại vì cái người Phật tử họ bỏ bắt con trai, còn cái lớp chúng ta là lớp chia là để đi sâu vào tứ niệm xứ để chúng ta thực hiện tứ thành túc. Cho nên nó chia là nó không có còn là tu chung chung. Còn hồi thọ bác quan trai của người cư sĩ thì dạng chung chung, cho nên có kết hợp hít vô tôi biết tôi vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra đến 1, 2, 3, 4, 5 rồi mới tác ý một lần. Đó gọi là tập cho nó quen, vừa nhiếp tâm vừa an trú. Còn bây giờ đó, nhiếp tâm là ra nhiếp tâm mà cho đúng 30 phút, rồi 30 phút được rồi thì thầy sẽ dạy an trú tâm. Rồi an trú tâm bằng những cái phương pháp nào để cho nó thực tế và cụ thể mà đúng theo phương pháp của Phật dạy. Do đó cho nên vì vậy mà con ghi ở đây nó không có nói đến cái pháp tác ý. Tác ý hơi thở có phải không con? Cái pháp tác ý an tĩnh thân thần của con thì con lúc nào con vô đó là vô ngồi định niệm hơi thở thì con cũng có tác ý đó. Cái này là con cũng có tác ý, nhưng mà đó là an tĩnh thân thần đó, an tĩnh tâm hành, nó là cái pháp an trú tâm. Còn cái pháp nhiếp tâm của con á thì con phải nhiếp bằng từng hơi thở, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra, rồi tác ý nữa. Suốt 30 phút như vậy, con có làm suốt được 30 phút như vậy chưa? Chỉ xong cái an tĩnh thanh hành của con, rồi sau đó 5 hơi thở mà lắng hay nghe của con đó, con mới vô trong đó nữa. Rồi từ từ ra cũng như từ trước con có lương cho thầy coi đó, cái pháp đó. Nhưng cái trong này thì con không có ghi vô cái đó, nhưng mà con chỉ con có tác ý trong này. Nhưng mà sao mà cái sự tác ý của con cũng y hệt như vậy mà ngồi 40 phút, ủa 30 phút nó không có một cái niệm nào mà là vô ra, hít vô thì cũng vô mà thở ra thì nó cũng ra, chứ nó không có nhiếp vô trong cái tâm của con được. Rồi nó muốn vô ra chừng nào nó vô ra, rồi hết cái đó rồi 30 phút không thấy vô ra gì. Mình muốn vô thì mình hít vô, mình muốn ra mình thở ra, rồi còn tới vọng tưởng thì cũng 30 phút có, nó cũng không có vọng tưởng nào vô hết, không có vọng tưởng gì hết, nó chỉ vô ra như vậy. Mình muốn vô thì vô, muốn ra thì ra. Cái tâm của con nó không bám vào trong cái đó, nó bám vào mỗi lần nó bám vào, nhưng bây giờ nó không bám vào nữa mà nó muốn vô thì vô, mình thích vô thì vô, thì mình biết thích vô, mình thở ra thì mình biết mình thở ra, như vậy đó nó trống rỗng, mình biết vô trong cái tâm. Đúng rồi, nó phải trống rỗng như vậy đó mới đúng, con hiểu không? Chứ không phải như lúc trước kia con phải vận dụng, còn bây giờ nó trống rỗng coi như con hít vô thì biết hít vô, thở ra biết thở ra thì đó đúng rồi, đâu có gì đâu. Còn cái khi mà con không hít vô thở ra thì con biết con không hít vô thở ra,
còn biết biết hít vô và biết thở ra, con cũng biết nhưng mà nó không có vô trong cái tâm con, nó không có tiếp nhận được cái đó. Bây giờ nó không nhận ra. Dạ, nó làm như nó không nhận gì hết, nó không nhận vô, không nhận ra, muốn vô thì vô, muốn ra ra. Con không biết cái đó là sao. À, không phải, con bị lạc ở trong cái mất cái sự tự chủ của con rồi. Nghĩa là cái tưởng của con bây giờ nó hiện ra, cho nên con mất tự chủ. Lẽ ra con phải chủ động hít vô, tôi chủ động hít vô, thở ra, tôi chủ động thở ra. Do đó con thấy cái pháp nhất tâm là nó chủ động, nó điều khiển qua cái ý thức của nó, hít vô thở ra, chứ không được cái hơi thở hít trước hoặc hít sau. Cho nên nó ta ý, nó bảo hít vô, tôi biết tôi hít vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra. Rồi bắt đầu bây giờ nó vận dụng, nó hít vô nè, rồi nó vận dụng, nó thở ra, rồi nó ra lệnh nữa, nó làm theo cái lệnh của nó. Còn con bây giờ nó muốn hít là hít, muốn thở là thở, tự nó. Thì như vậy là thân của con không phải là của con nữa. À, nó muốn hít là hít, muốn thở là thở, chứ nó không phải là theo cái sự vận dụng. Cho nên do cái chỗ đó con thiếu cái giai đoạn tập căn bản nhất là chủ động điều khiển hơi thở qua cái ý thức của con. Con kho tập lại cái vấn đề chủ động của cái pháp nhiếp tâm. Vì trước kia con chỉ an trú tâm mà không chủ động được cái pháp nhiếp tâm. Thì hôm nay thấy con thấy đây là một cái sự sai lệch. Khi chúng ta nhiếp tâm chưa trọn vẹn bằng cái phương pháp mà chúng ta rồi an trú tâm, thì do đó bây giờ cái tâm của chúng ta nó điều khiển theo cái tưởng của nó, cho nên nó muốn hít là hít, muốn thở là thở, chứ không phải còn ý thức của chúng ta nữa. Đây là một bằng chứng cụ thể cho các con biết rằng chú Minh Hòa đã đi sai vào cái sự tu tập, nó không đúng. Nhưng nó cũng có cái lực đuổi bệnh, nó làm cho bệnh nó giảm, nó không còn đau nữa. Có phải con đuổi bệnh được không? Ờ, được. Đó thì cái con thấy đó là một hiển nhiên, đâu có phải tưởng nó không đuổi bệnh được. Cái lực đó là lực tưởng mà. Cho nên ở đây chúng ta tu tập để làm chủ bằng cái ý thức của chúng ta, chứ không phải bằng cái tưởng. Bởi vì cái tưởng chúng ta nó sẽ sau này nó dẫn chúng ta đi sai đường, đi vào con đường mà các thầy tổ của chúng ta bên Đại Thừa hôm nay mà viết những kinh sách này đều là do tưởng mà viết ra, cho nên nó không có làm chủ được sự sống chết. Con hiểu chưa? Đó. Cho nên vì vậy nó có những cái lực, nhưng mà cái lực đó nó không phải đi đến cái chỗ quét sạch tâm tham sân si, nó mất cái sự chủ động. Vì vậy mà trong kinh pháp cú Đức Phật nói ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp. Thế mà ý thức của chúng ta không dẫn được nó thì làm sao mà chúng ta tu tập được? Mà ý chúng ta muốn chết là nó chết, muốn sống là sống. Mà trong khi đó cái tưởng của con nó bảo chết thì mấy con nó chết bảo sống, thì như vậy mấy con bị tưởng chứ không phải bị ý thức. Thì ý thức. Cho nên bây giờ khi mà tưởng mà tu đến cái mức độ mà tưởng thì nó sẽ không còn sống một cái trạng thái bình thường như con người chúng ta đang sống trong ý thức. Con tu một thời gian nữa rồi, bắt đầu nó con đi lượm cây chổi rách, cây áo rách, tất cả những đồ dơ bẩn ngoài chợ, quải trên vai một sách đi tùm lum từ số này đến số khác. Coi như người ta sẽ thấy con, riêng con thì con thấy nó không có thiếu ngại gì hết, nhưng mà thiên hạ thấy con là người điên. À, không, thầy nói thật, mấy con thấy đó là một cái sự thật. Cho nên con không còn ý thức điều khiển mình thì tự đó nó sẽ tưởng thức nó điều khiển con. Cũng như bây giờ hơi thở mà con không có chủ động, nó muốn hít là hít, muốn thở là thở, ngay cả hơi thở mà nó còn điều khiển kiểu này thì tự hỏi nó điều khiển cách ăn mặc của con thì chắc chắn là như giáo sư Bùi Giám hoặc là Trần Chánh. Các con có gặp các vị giáo sư này không? Nghe nói Bùi Giám, Trần Chánh thì các con biết là cái dạng của các ông này nó không có còn sống như con người của chúng ta nữa rồi. Con người này con người tự tại vô hại rồi, nó không còn sống nữa. Ghê lắm mấy con. Trần Chánh thì gác một cái chỗ trà, rồi quái một cái túi, rất dưới lang thang đụng cái gì mà gác cái gì của quầy chợ bỏ vô hết, quái đi tùm lum từ chỗ này đến chỗ khác. Quần áo thì lang thang, không tắm giặt, đi ngang người ta nghe mùi hôi người ta hoảng sợ. Còn Bùi Giám thì cởi cái xe đạp rèm đi có phép từ đường này sang đường khác, đi tùm lum mà là giảng sư của Đại học Phật.
xót xa lắm mấy con đường tu các vị vẫn hiểu biết mà hiểu biết qua cái lạc nó không đúng của ý thức của chúng ta nên là làm lắm mấy con các vị rất là thông suốt thiền tâm chứ đâu phải không thông suốt đó cho nên con về tập lại nhiếp tâm và an trú cẩn thận kỹ lưỡng cho thầy bằng cái pháp nhiếp tâm cho kết quả hẳn hoài rồi mới tu tập tới tu tập tới không để thầy hướng dẫn cho cụ thể hơn ở đây con trình cho nên như vậy mà thầy thấy rất ngạc nhiên đầu tiên thì con không đếm lộn bước đi không đếm thì thầy nghĩ rằng đây là cách thức của các nhà đại thừa thiền tăng dạy nghĩa là làm sao mình đếm không lộn mà mình đi không lộn mà mình viết hơi thở rõ ràng đó là cái giai đoạn đầu nhưng ở đây pháp Phật dạy thì chúng ta nhiếp tâm bằng phương pháp như lý tác ý rồi lần lượt an trú tâm bằng phương pháp như lý tác ý là như thế nào để mà an trú cho được mà an trú đúng đó có những trạng thái của tướng đều tản ra hết để rồi chúng ta còn lại một con người rất bình thường của ý thức hoàn toàn cảm nhận toàn thân tôi biết tôi hít vô cảm nhận toàn thân tôi biết tôi thở ra rõ ràng để chúng ta đi vào tứ niệm xứ tăng cái thời gian dài mà không bị trạng thái tưởng nào lọt vào trong trạng thái tứ niệm xứ thì đó chúng ta mới đủ khả năng luyện tứ thành tốt đúng pháp không còn sai hiểu chưa à bây giờ con về đi tập lại thầy thầy con biết trong đó lộn biết con nói lộn chứ con nói là ngồi 30 phút thì con coi như là tỉnh tỉnh thức nó là 30 phút đó là nó không có vô ra gì hết theo mà hơi thở vô hơi thở ra con vô con cũng biết mà ra cũng biết nhưng mà 30 phút rồi nó vẫn yên du đó như vậy đó con thấy là biết thôi thầy chỉ dạy cho con. Con nói ở trong thơ thì con nói con không cảm nhận gì hết. Nó muốn vô là vô, nó muốn ra là ra đó. Suốt 30 phút 30 phút là hết 30 phút một thời gian đó rồi con cảm nhận được 30 phút tỉnh thức trong đó theo dõi từng hơi thở vô, vô ra mà trong 30 phút rồi, rồi hết rồi con thấy nó cũng vẫn vô ra như vậy thôi. Con lấy xả ra vậy thì con phải tập lại như thế này để an trú nhưng mà con cũng phải tập lại cho đúng pháp bây giờ nhiếp tâm là phải dùng cái pháp tác ý đó. Nhiếp tâm dẫn từng hơi thở khi đi vào cho đến phút 30 mà hoàn toàn lúc nào cũng không bỏ được cái pháp tác ý đó là cái giai đoạn bởi vì ở đây chúng ta tu có phương pháp đàng hoàng chứ không phải tu ngang xuyên được rồi sau đó an trú bây giờ con an trú thì con nhắc ba cái đề mục của định niệm hơi thở đề mục thứ nhất đề mục thứ tư và đề mục thứ năm của nó để cho mấy con được nhiếp tâm an tịnh thân hành an tịnh tâm hành để rồi các con sẽ ngồi im lặng để chỉ biết hơi thở ra và hơi thở vô mà thôi con làm được vậy không về làm lại cho nó căn bản coi cái pháp đầu tiên nhiếp tâm của mình coi thử coi đạt được không đạt được rồi thì lúc bây giờ an trú tâm thì chỉ tác ý những cái đề mục của định niệm hơi thở mà thầy đã vừa nói thì lúc bây giờ an tác ý xong rồi thì ngồi im lặng để cho tâm mình biết hơi thở ra biết hơi thở vô suốt 30 phút được như vậy rồi thì thầy kiểm tra là kỹ lưỡng hẳn rồi thầy sẽ cho vào túi niệm xứ tu đọc rồi rồi lúc đầu bây giờ con về nó có gì đâu nói gì con à nó chờ thầy một chút xíu bây giờ thầy đang kiểm chút xíu anh nói rồi còn nó chờ thầy chút xíu thầy cái đâu à con xin cho bác từ phước để